Sách lang thang chào quý cô bác và anh chị em. Thì hành trình lang thang của mấy anh em mình ở đây thì phát hiện ra một cái giếng nước rất là cổ và lâu đời, không biết bao nhiêu năm, thì mình thấy rất là ngộ. Bây giờ mình sẽ ra đây mình review cho mọi người xem và nhờ ông chú chủ đất nơi này tìm hiểu về cái giếng nước này sẽ như thế nào. Mình thấy rất là cổ ra luôn. Ồ, có đá cổ ngày xưa không nè. Ồ, có nước nè. Nước có đó. Dạ. Thì giếng này lâu đời rồi, tôi không hay nữa. Tôi không biết. Dạ. Bà nói bà cô đi làm hồi nào tôi đâu có biết đâu. Vậy là giếng này rất là lâu đời. Ừ, lâu rồi. Hồi mẹ cha tôi làm đó, tôi mình đâu có biết được. Giếng này vậy là khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Thì chắc 2-3 năm rồi, 4-5 năm rồi. Bây giờ mình đâu có biết, mình khó nói sao biết. Khoảng bao nhiêu năm như chú nói là từ lúc chú mà sinh ra là đã có giếng này rồi. Rồi cái tôi nó thì 60 năm rồi. Giếng này nè. Chú này nhiêu tuổi? Tôi hả? Dạ. 67. 67 nhưng mà cái giếng này có trước chú luôn. Ừ, trước tôi nữa. Trước vậy là cái 100-200 năm. Ừ. Vậy là đời ông nội hay là đời ông nội làm lắm. Trời ơi, vậy là 100 mấy chục năm, 200 năm rồi. Ừ. Lâu rồi. Mình không nói, mình đâu không biết. Không thì chú chỉ nói là cái giếng này có từ thời ông nội rồi thôi. Ừ, thì ông nội làm đó. Vậy là lâu. Ông nội làm. Ừ, ông nội bà nội làm. Là giếng này tầm khoảng nằm khoảng hàng trăm năm trên. Ừ. Trên trăm năm rồi. Trên trăm năm. Ừ, mình trời ơi, qua cái sự quan sát là mấy cái giếng cổ ngày xưa nè. Người ta sắp không à. Nhìn là thấy là biết nó đã lâu năm rồi. Ừ. Nè, sắp đá ở dưới sắp đá không kìa. Sắp không. Cái thời đó là chưa có xi măng luôn à. Xây bằng ô dước. Nè. Mấy cái này là ta chọn ô dước à, người ta xây trên cái mặt nè. Còn ở dưới đó là chỉ đá sắp thôi. Đúng rồi. Sâu là 5 m. Đâu đây từ dạ, từ mí này xuống dưới tới dưới là 5 m ha chú. 5 m. Hiện tại thì mình thấy cái mực nước cũng chắc cũng 2-3 m à mọi người. Cũng 2 m á. Từ cái mí này đi xuống đó mặt nước là 3 m thì từ đó xuống đó cũng khoảng 2 m. Đây. Ồ, giếng đúng là giếng lâu năm ngày xưa đâu, ở đúng dưới đâu ấy đâu sắp đá không à. Kỳ đều kỳ lạ thiệt ha anh. Ở dưới sắp đá không à. Chồng ấp xưa lấy về nói ư không xưa cho. Vậy là cái giếng này trung bình cũng trên 100 năm rồi. Ừ, lâu rồi. Là nước không bao giờ cạn. Là hiện tại bây giờ là cái hồ nước giếng nước này là chú còn trong gia đình mình còn xài không chú? Xài nước hàng ngày đó. Ủa? Đó. Vậy là mình múc nước ở đây mình xài hàng ngày luôn. Xài uống nước này luôn. Xài uống nước này luôn. Ờ. À. Có cái thùng kìa, có thể anh lấy mình múc thử hả? Dạ, cái thùng đó có dây mình múc không chú? Có. Lấy ra hả? Đưa chú múc nước vào làm mình coi cái hả? Đời của ông nội của chú 67 tuổi và ba là trên 100 năm. Trên 100 năm, khoảng 120-130 năm. Nước trồng ha. Thì, nước trồng nước ngon á. Nước uống ngon á. Đây là uống trực tiếp luôn được không chú? Được chứ. Dạ. Uống thử đi. Uống không sao, uống, thử uống thử nước này không. Dạ. Coi gì đó. Cái này uống bằng tay được không ta? Cầm đi, cầm. Không có cầm bút chơi cái đó luôn. Ừ. Ừ. Đâu cảm giác sao? Thấy không? Quá mát. Mát hả? Mát. Mà nó gọi là nó có một cái vị rất là ngon á. Ờ nước nó trong nè. Tâm uống nước này không trồng gieo luôn, trồng hơn là nước suối nhiều luôn. Gan nước thì nó cũng hụt dạng nước suối mà nước ngầm mà. Ừ. Vậy là 100 mấy chục năm nay là gia đình của chú đời ông nội rồi tới đời ba rồi đời chú là xài bằng cái giếng nước này không hả chú? Xài nước không nữa. Vậy là bà cái giếng này đã đến đời thứ ba. Bây giờ thì biết lắp cái này biết làm sao, tiền thân nói thì dù binh sao đó thì mình lắp sợ có chân mưa xuống vô đó. Mới dạ. Lắp lại để sợ không cho mưa vô. Mình che cái này lại không cho nước mưa nó xuống là hư. Nước mưa xuống là hư. Giếng nước là cứ múc nước lên là có nước nữa, múc nước lên có nước nước nữa hả chú? Ừ. Chứ đâu cạn phải không? Tổng cạn đó. Dạ. Vậy đó. Gần 100 mấy năm rồi mà nói nước cái gì mà không cạn à. Cái không cạn đó. Ở vùng núi à, vùng núi mà có nước gì hoài là kiếm những cái giếng nước cũng hiếm lắm á. Bằng chút. Dạ. Vậy là hiện tại là mấy con nghe cái tiếng hú đó. Hú đó thì người ta băng đá. Là cái tiếng báo động cho những người dân xung quanh để người ta tránh ra. Mọi người có nghe tiếng hú không? Hả? Đó, tiếng hú đó mọi người.
đó là cái tiếng chứ ông chú chia sẻ là để cho mà dân người dân mà gần chỗ những người người ta bắn đá đó người ta tránh xa ra đó, ta hú đó để cho mấy người đi chung đừng có gần đó thì sợ cái chung đá đó. Dạ. Để cho ra xa xa mình trốn. Dạ. Rồi con cảm ơn chia sẻ của chú rất nhiều về cái giếng nước lâu năm này ha. Yeah. Con thấy cũng rất là huyền bí, không bao giờ cạn. Không cạn đâu, con thấy gì đâu cạn. Dạ. Dạ. Mỗi khi mình múc nước thì mình sẽ tháo cái này ra ha chú. À. Là mình dỡ cái này lên. Lại dỡ này lên thì múc. Dạ, ừ. Sau khi mình múc xong thì mình đẩy cái này lại. À. Để không cho nước mưa nó lọt vào bên này. Mưa lọt vô. Dạ. Nước đó. Nước quá trong luôn. Ừ. Dạ, rồi thôi con cảm ơn chú đậy lên đi chú, để chị mưa tới à. Rồi, cảm ơn quý cô bác và anh chị em đã theo dõi video của mình nha. Thì vô binh sao sao đó, sợ cái chân thuộc đó, binh sao bây giờ mình lắp điện đem cho nước mưa xuống. Dạ, nước mưa xuống sẽ hư. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video của mình nha. Mình kết thúc ở đây. Giờ hành trình của mình là chiều rồi. Mấy anh em mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ nha.